Hello mấy bà nha, chợ giờ này là 10 giờ đêm mà cái nết của tôi ăn nè. Một tô mì Hàn Quốc siêu cay chả bá luôn mà nó nóng trời ơi, mà tôi còn thêm tương ớt nữa. Gặp cái nết khoái ăn rau, khoái ăn nấm. Cái kiểu ăn này á nha mà không có detox X3 bên tôi là có chừng bây giờ tôi mập như cái lu á mọi người. Mấy bà nằm cái nết ăn giống tôi á, phải lên ngay detox X3 bên tôi nha. Tác dụng là hơi bị xịn sò một trên cả tuyệt vời luôn. Vừa hải độc thanh lọc cơ thể nên làm mát cơ thể, hỗ trợ điều trị táo bón, giảm mỡ bụng, đặc biệt là những cái bà nào mà khoái ăn khuya đêm như thế này nào là phải lên ngay 3 viên detox X3 giọng như cái họng liền giùm tôi. Chứ ăn cỡ này ngày mai mà lên bàn cân không lên 1-2kg làm con. Mà lạ lắm nha, hồi xưa mình chưa có gia đình á, mình ăn bao nhiêu cũng không mập, bây giờ có gia đình rồi á nha, ăn có một tô có chút xíu chứ mấy. Mà tao nói ngày mai lên 1-2kg liền, ủa alo, kỳ vậy trời. Cái gì mà cái nếp lạ lùng dễ sợ luôn á. Mà công nhận cho mì Hàn Quốc này ngon ghê luôn, nhưng mà cái gói nó to lắm mọi người. Vừa cay mà vừa nóng, tao nói hơi mùa hơi mẹ mùa hơi con, tao nói đổ hơi thấy thương luôn á. Mà ăn vậy mới đã, cái nó kỳ dễ sợ. Nhớ nha nhớ nha, detox X3 này á dành cho các cô gái nào á thích ăn đêm ăn hôm nè, ăn quá đà nè, hay uống rượu bia nước ngọt thì phải rinh ngay uống 3 viên mỗi ngày giùm em. Còn chị nào đang kết hợp sản phẩm giống cơ hữu 2 viên thôi.